Một tài khoản Facebook nhận mình là cô gái trong clip đi xe số dơ, không được tử tế gây xôn xao mạng xã hội đã lên tiếng đính chính về nội dung gây bão trên trang cá nhân. Liên quan đến đoạn clip quay cận cảnh một cô gái đeo khẩu trang với phát ngôn đi xe số dơ, không được tử tế đang gây bão mạng xã hội, tối ngày 9 tháng 5, tài khoản Facebook có tên PN tự nhận mình là cô gái xuất hiện trong clip, đồng thời PN cũng lên tiếng đính chính về nội dung đoạn clip này. PN cho biết sự việc xảy ra hôm 4 tháng 3 khi cô đang đi chơi Đà Lạt. Lúc này, một bạn nam, chủ một kênh chuyên sản xuất clip trên mạng, có đến xin phỏng vấn về thức ăn bẩn lề đường nhưng cô gái từ chối. Sau đó, được người này thuyết phục, PN đồng ý chia sẻ. Lúc kiểu con trai mà mình ghét. Lúc đó mình trả lời mình không thích con trai gia trưởng, bảo thủ, thích kiểm soát và vũ phu này kia. Xong rồi hỏi mình về con trai miền Bắc, con trai miền Nam. Thì mình nói là ở đâu cũng có người này người kia, mình không đánh đồng tất cả. Thân là một người con yêu nước, họ hàng mình ở cả miền Bắc và Nam nên mình không thích kiểu hỏi phân biệt vùng miền như thế. Kết thúc cuộc phỏng vấn thì hôm nay mình thấy bạn bè mình tắc và nhắn tin mình hỏi rất nhiều về cái VD mình chê đi xe số hèn rồi chê người miền Bắc. Mình rất bất ngờ tại vì không nghĩ họ sẽ lợi dụng hình ảnh của mình để cắt ghép, bịa đặt, câu view, tạo content bẩn như thế. Và không chỉ riêng mình mà rất nhiều bạn nữ trong VD cũng bị lợi dụng hình ảnh hỏi câu này nhưng lại cắt ra để ghép vào câu khác như mình. Xem VD kỹ thì sẽ thấy rất nhiều đoạn cắt câu lấy chữ PN viết trên trang cá nhân. PN cho biết cô không nói được giọng Bắc nên nội dung trong clip đang được chia sẻ hoàn toàn sai sự thật. Cái VD chê xe số không hề là giọng mình và mình cũng không biết ai là người nói ra những câu đó. VD đó bị cắt hoàn toàn âm thanh gốc của mình. PN thông tin thêm rằng cô đã liên hệ với chủ kênh HM đã đăng tải đoạn clip cắt ghép lên mạng và được người này trả lời. Mình không ngờ cái clip nó phát tán mạnh quá. Lúc đầu mình đam mê làm clip drama cho mọi người xem thôi. Đáng chú ý, phía chủ kênh HM cũng lên tiếng xin lỗi đồng thời cho biết trong sáng nay ngày 10 tháng 5 sẽ đăng tải bài viết giải thích toàn bộ vụ việc. Không nhìn giống mấy người chạy xe ôm thì nó không được tử tế. Bạn nam mà trên 20 tuổi mà không có chiếc xe tử tế thì em không hiểu nghĩ như thế nào đó. Không biết nghiệp như sao. Em ăn mặc rất là đẹp nhưng mà bạn nam lại đến đón em với chiếc xe số thì em cảm thấy hơi bị tự ti, kiểu không muốn đi chung bản thân em. Đi xe số em cũng rất là ngại. Biết cố gắng thì sẽ không đi xe số mà sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để có thể mua dùng chiếc xe đẹp mặt cho chính bản thân mà cũng có thể khiến cô gái của mình có thể tự tin hơn khi đi chung. Rất là tiền luôn, kiểu nhìn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.